Thì bây giờ mình quay cho các bạn khu ăn uống ở cái nhà ga số 3 ở sân bay. Ở đây có đủ thứ hết nha các bạn. Quay rồi xa xíu, cơm này nọ. Mày cầm gà Thái Lan, cái chỗ này thì mở 24/7 luôn các bạn, tức là mở cửa sau suốt đêm suốt sáng luôn. Seafood. Fried rice noodles, cơm gà xào mì xào, mì hợp, cơm mì lần nữa, giống như đồ ăn Malai nè các bạn, thì mà nó xì lên mặt. Mình lại có nước uống thật sự. Có chữ tiếp viên hàng không này mua đây chắc là đồ ở đây là phải ngon rồi thì các bạn nghĩ. Còn đây là nhà ga số 1.